khí thẩm mỹ và gu ăn mặc của bạn chẳng liên quan gì đến công việc. Chiếc chén mới nổi Trung Quốc chắc chắn khiến bạn ngỡ ngàng. Bạn có bao giờ nhìn vào cách ăn mặc của một người để đánh giá về công việc mà họ làm hay không? Chắc chắn là đã từng. Tuy nhiên, đôi lúc, sự đánh giá của bạn lại hoàn toàn sai lệch đó. Ví dụ như cô gái trong thanh lịch quyến rũ này, tưởng là làm thư ký, nhưng không ngờ lại là thợ cơ khí. Chàng trai cosplay cực ấn tượng khi ngoài đời, và hình ảnh anh ta khi cosplay trong công việc. Cô gái cá tính, xanh điệu này ư, ai mà nghĩ cổ lại là bác sĩ cơ chứ. Hay nàng tiểu thư nhẹ nhàng xinh xắn này, hóa ra lại là thợ điện. Ảo thật đấy. Bạn này thì có vẻ dễ tin hơn khi nghề nghiệp thật sự là giáo viên. Nhưng đồng nghiệp của bạn thì không như thế, ở nhà dễ thương, lên lớp bình thường. Có vẻ như giới trẻ xứ Trung thích cosplay nhờ, ai mà nghĩ biên tập viên thời sự cũng gia nhập trào lưu này. Và chung cuối. Các bạn nghĩ sao về sự thật trong công việc và ngoài đời của những nhân vật này? Chia sẻ quan điểm cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.